có nhiệm vụ mới ra ngoài. Ê, mình bị ngắm. Không nhảy được. Ây da, sao nhảy được ta? Con không ai đâu biết là con nhảy rồi. Không nhảy ra được. Ôi giờ chơi CD online luôn rồi. Đâu có DLC mới thì tranh thủ vô chơi DLC mới chứ. Rồi thích chơi mấy cái... Đó, đang coi nói chuyện nè. Hey, right on time. Come here, check this out. Hey, Dre sent over the number to that missing phone. Imani's tracking it right now. That was like 20 minutes ago. This is a browser game. No. You want to know what I found? Man, business cũng. Yeah. Mày anh già điên mà. So it's pretty bad. Trời ơi, nhìn mất cười. The phone has a bunch of extra security to prevent remote access. Chết rồi, chết rồi, luôn á. Lose it. And it's a huge pain in the ass. It's firewalled. No way in, no way to track it. So you saying we got nothing here? Ủa sao lúc mua không mua cái chỗ Little Seoul á? It's like high key radical. Little Seoul là chỗ nào chứ vậy? Ở trên kia nó có bán. What is it? You break into the FIB, find the service desk with our mass surveillance program. Ở trong đây nó ghi là Little Seoul, thật ra ngoài là chứ là Little Sài Gòn. I can get a full data signature and track any copies that got made. Giờ mới lấy. Talk this shit was gonna be hard. I made the FIB my bitch a long time. Rồi mày láo, lộn láo. We got this. Quân đội right? Em, quân đội em. Tôi bên chốt kìa. Why is it that every time I turn my back, y'all in here doing some slicing and denicing and backroom dealings without me? Lamar, what the f*** are you doing here? Same thing you is, homie. Business. I need that sample I gave you, dog. This is a supply and demand situation going on. LD Organics is going viral, baby. I'm supplying the green community. Cứ làm ăn, cứ lại nó kiếm việc làm hoài luôn. So I need you to kick that up. Ở nhà buồn, kiếm công chuyện nữa làm. Look, it's downstairs on my desk in my office. Alright, no dealio. I went down there already. You just gonna go through my f***ing desk? My bad, Mr. Mogul. I didn't know us lowly employees weren't allowed in your office. I wouldn't have drank your coffee. Wait, hold on. Wait a fucking second. You ain't my motherfucking staff. Hey, what's wrong with your dog? Oh, he just... Chai. Come here, boy. He old, man. Come here. See, dog. Con chóc nó vừa làm một gậy chứ phải ơi. đúng rồi, nó vừa làm một gậy á. Wait a minute. Shit, man. Chai. You worrying us, dog? Nó ăn đồ tươi luôn á. Man, that dog high as fuck. I can tell. It's all in the eyes, man. 100% purebred, satisfied, healthy, organic. That's my right there. Chop, what the fuck I tell you about eating weed? You're gonna have to get the little homie some snacks, because he's gonna have some major munchies in a minute. Get him like a little burrito, like a monster burrito, the wet one. Sorry to interrupt, but the client, if we're going after this phone. Client? What client? What the fuck? Man, you weren't supposed to see that. Nigga, we done lost cabin pressure up in this motherfucker. Dre lost his phone. That man's a physician. You know how important that is, man. I bet it's all kinds of shit in that phone. I wonder what's in that phone. Dude been making beats for years. A legend. Man, look, if that mythical lost album is up in that motherfucker, you playing it for me first. Dog, Trip, it ain't like that. If I did find something in the fucking phone, man, I'm giving it back to him. You repeatedly disappoint me, man. You owe me anyway, dog. Your dog made my re-up into an edible. What's so him, nigga? Come on, man, we're gonna get chopped up out of here. Y'all take point on this, all right? Hey, I get on the line as soon as I can. Nói em mang Nguyễn ơi. I got history with these FIB motherfuckers. Nếu mà mời em mang Nguyễn là nó phải... You think you can put in a good word with Dre for me? Đang ở trong đây rồi. Get him to endorse LD Organics, man. We'll be on. I'm talking about mình có hợp đồng VIP rồi. Man, do you f***ing ever listen to yourself? I listen to me all the time. You should listen to me. Maybe then we'll know where Dre phone at, nigga. Okay, get onto the network in your office. You know where your office is, right? Good, and we'll get started. Phải khiêng con chóp đi á. Nhìn nó nặng nề quá. Ý, có đứa nào chạy vòng vòng kìa. Thằng vợ chụp vậy. Vợ đó. Don't worry. Sao cái nó hiện cái màu khác vậy? Take it easy.
Đâu rồi? Con chóp đâu vậy? Chóp trong phòng Franklin chứ bây. Không thấy rồi, không thấy rồi. Ông đem đi đâu rồi? Giờ mấy người này đang làm map ở trên đây luôn nữa. Trời ơi. Ai làm map gì vậy? Đây là map về cho ta năm nè. Ê mà đâu, ở đâu? Xong rồi nó vô công ty. Hẹn chi đến chỗ nó ghét màu đến chưa? Ôi thầy chết rồi. I ain't gotta tell you this, but you need both hands for this kind of work, you know. Not many big time real estate investors come through with the money for lease and handle this kind of action too. Shit, you the perfect part, believe that. I mean, I never thought my dumb ass would be doing business from a fucking sky rise. Okay, shit, enough to thank you. So what we doing again? Oh yeah. Man, nothing to make a player feel like he's got back in the game more than fucking with the FIB. Mình đang làm việc, mình chưa có mời được. All right, so I got you all the right tools, homie. Everything you need to get inside. Just get that chopper over to headquarters and Imani will tell us how we can track down Dre's phone. It don't get more A-list than Dre, homie, so stay sharp, all right? Hey, Imani, what's the plan again? We're looking for Dre's phone, right? So, this is the one time we can be grateful the FIB is tracking absolutely everything. We get access to their system. Ủa, nó sẽ bay kìa, nó sẽ bay kìa. Chết rồi. Okay, their HQ is totally secure. They won't let you pass the security unless they want you to get past it. For like, an emergency thing. Trời ơi. They use smart systems these days, totally hackable. Okay. Once that's happening, they land onto the roof and go down to the skylight. Nice. You set them up with. Nice. Hey, you got that? Shit, we'll speak again when you inside. Nó quả nó tấn công ty mình kìa. Nó bị nó hành rồi chú bảy ơi. Sao hành được? Sao hành được? Sao tự nhiên mình bắn mình vậy, thằng em mang ngu này. Mình mất trực thăng rồi, làm sao mình lên xe máy nhà được? Xếp ấp lại chứ sao? Bắn nổ trực thăng. Nó bắn nổ trực thăng mình rồi, mình không có vào lại được á. Dạ, mình phải đi di chuyển bằng xe rồi. Đâu trực thăng rồi chứ vậy? Điện thoại, bây giờ đi. Rồi, điện thoại lấy chiếc trực thăng của mình ra. Chứ vậy có trực thăng không? Có. Trực thăng nó nằm ở bên gà sót đúng không ta? Kiếm chiếc xe chứ đi, kiếm chiếc xe chứ đi. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Hiya! Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, sir. Có thằng ở đây á. Nó bắn ở đâu á? Đi kiểm xe. Đâu vậy? Đang đi kiểm xe chứ bè. Em mang ngu đó. Ôi. What the heck? Có thằng nó chơi mình kìa. Chém chứ bạn. Nó chơi 6 đồng kìa. Anh ông mà cầm đi em ngồi chú bạn ơi. Không phải nó xảy cho mình rồi. Lên xe chú bạn ơi. Chú bạn gọi trực thăng chưa chú bạn? Chưa. Ê, chú bạn gọi xe đi. Xe ra đi. Xảy á. Sấy á, nó sấy. Đây. Chú bày gọi trực thăng chú bày. Thôi, di chuyển khỏi chỗ này đã rồi điện. Chơi đi bao ơi, để chơi đi bao ơi. Má giá cây nặng vậy. Cây nó cùi hơn cây sáu nồng đó. Nhìn nó... Cái bánh ngon mà. Nhìn nó gì đó, nhưng mà nó cùi. Đây rồi. Con này ngon nha.
Trời ơi, chú mày ơi, con này tới công chuyện chú mày ơi. Mày có bài cho đi ngồi đó đi xảy đi. Tốn cái gì vậy? Con này. Con này giờ nó cũng bình thường rồi. Ô. Oh. Chú mày chắc đây trực thăng mình không hay dưới kia mới trực thăng mình. Trực thăng mình á, Bakerin mà. Biết làm nó, biết làm nó. Ui, biết. 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 Có thằng Nguyễn đang chơi cái... đang chơi cái xe cứu hỏa vậy chứ mày. Xe nóc luôn á, xe nóc luôn. Ôi, ôi. Lâu lắm tầm. Thấy đụng hay thấy đụng thôi. Đáp trên tay không vậy? Có, có, có. Mình đi xuống, mình đi xuống. Tòa nhà này là thấy hay rồi đó. Tòa nhà này tên của cộng sự con rồi chú bay. Tòa nhà gì? Tòa nhà FIB nè. FIB tên cộng sự nè. Cộng sự chính mình coi. Okay, you're looking for the communications room. It'll be a security door. Shit, if I got this right, it's in the corner over on the east side. Từ từ từ. Nếu mà có bắn thì tầm sốt vô nó khỏe hơn. Communication room. Ở đâu ta? Mình nào? Có rồi. Communication room. Xuống tầng thì phải đó. Đâu ra xuống này. Shit. They updated the security protocol. Đây đúng không? Đây đúng không? Đúng rồi, nó đó, nó đó. Oh, đây nè. Đó, đó, đó. Người cho nổ rồi, chú bay ơi. Để cho nổ hả? Tránh xa, tránh xa, tránh xa. Ôi ôi, thấy căng rồi đó, thấy căng rồi đó. Trời, tôi đột nhập vô hả? Còn nhà FBI để làm công chuyện luôn. Lấy, 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 lấy. Vậy làm gì chứ vậy? Now install software. From software. Thì à, làm sao chú chạy được bọn này? Làm được đó, làm được đó. Dùng hết thủ thuật IT đó. Kinh nghiệm cải quyến bao nhiêu năm mới được hết. Thôi mình phải defend cái phòng này. Sweet, I'm in. I just need a little time, okay? How long before the fire drill's done? Yeah, it's not so much the fire drill, more like the squad of armed guards coming to investigate the explosion. Alright, partner, you got that? Shit, I heard big talk about. Ôi, nó tới, chú bảy, nó tới, chú bảy. Chú vô, chú vô, chú vô. Ra góc này chơi được, góc này chơi được. Góc này không có chơi được. Đây góc này mới chơi được. Đó, gắn liền với phòng này. Vào đây để sấy, vào đây để sấy. Tự nhiên vô internet đi.
sẽ muốn ngu. Ê ai ai, cái gì vậy? Đi vô, đi vô. Sao 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 nó cứ ra. Nó bảo nó dễ à. Chơi nó mới được. Chơi lại, chơi lại. Ê, lính xúc vô coi chừng có cái C4 này. Đạn nó bắn chung nó nổ chết. Để chết cho nó nổ ra, lính xúc vô. Lấy chú ơi, lấy chú. Lấy. Lấy cho chú ơi. Chú ơi đang lấy mà đúng không? Không, chưa. Ê á. Hiểu đâu này. À đây rồi. Đang lấy rồi. Rồi, giờ mình đi nè. Lấy shotgun nha, dễ quyết mẹ hơn. Ủa, bắn ở đâu cái vậy? Đâu có. Let's go. Mình còn chỉ tăng luôn đó. Nghĩ dù quá. Mình bay trực thăng mình tát á. Trên này chú mày ơi. Hình như trực thăng đã nổ rồi đó. Ủa trực thăng của mình nổ rồi hả? Ừ. Ây da, hết trực thăng rồi. Nhảy dù chú mày ơi. Nhảy dù rồi. Hồi nãy con đáp cho con mấy trực thăng. Có trực thăng rồi. Trực thăng nổ rồi hả? Ừ, nó không có bắn đâu, mình đừng bắn đó. Nhảy dù đi. Tìm góc nhảy dù nè. Góc nhảy dù thôi. Góc nhảy dù. Ây dạ, nó. Nhảy nha. Nhảy đi. Ôi hồi nó bắn đầu quá. Cái gì? Chết nha, nhảy đừng có chết nha. Mặn gì? Ừ, chết không. Quan trọng là đang nhảy bị mấy khứa ngoài kia nó bắn thôi. Cứ đu dù là thoát đấy chú bảy. Tại vì hẹn chú bảy ơi. Công ty mình hướng nào vậy? Không biết hướng chú bảy. À gần nhà hàng mình á, công ty gần nhà hàng mình á. Đấy, nó phát hiện mình rồi. Ôi ôi, 4 cái trực thăng trên đầu, sao mà thoát chú bảy ơi. Vợ ơi, đón vợ ơi. Nè, trực thăng màu cam. Đâu màu cam? Màu cam lên vai nè. Mình mang về agency đi, mình mang về agency đi, nó kêu là mang về agency. Dạ, chết rồi. À da, rớt cái hạt que rồi kìa. Chạy ra nó cũng gần đây, nó cũng gần đây. Sắp hết sao chú ơi? Trốn hẻm á. FBI không phải người thường. Sắp phát rồi đó. Trời ơi, không lên được. Thường, cảnh sát thường còn đỡ. FBI nó bắn là bệnh người đó. Phát rồi chú bảy ơi. Hình như em ma là bâu tị đúng không? Không có, ba sao à?
Thoát rồi. Ấy. Ai. Đây đúng chúng mình rồi. Kiểu này mình điện cho Lester mình trốn được không ta? Trốn. Rồi xong rồi. Có nhiệm vụ ở chú 7 gọi Lester không? Hey, which one of my skills is required? So you don't want to get in serious trouble, huh? Okay, leave it with me. Thì em mang Nguyễn vào làm việc đây. Này em mang Nguyễn ơi. Như chưa từng có mời vào, mời vào nè chú 7. Vào đi. Em mang Nguyễn ơi. Để chú 7 thích đi mình đi trộm xe hay là mình đi bắt nhau hay là mình đi bảo vệ. Là sao? Em muốn kể. Mình có ba hợp đồng á. Đi bắt nhau đi. Cái bắn nhau nhiều tiền hơn. But every time Lamar walks in smiling like that, I want to try it again. All right. Đi thôi. Đang ở ngoài trước nhà nha. Cuốn không? À, hơi bị hay đó. DLC là hơi bị hay đó. Hey, look, be careful fucking with this next one. Man, we're about to get involved in a trade war. So Tanisha was at some party last week, and she met the wife of some major importer. Turns out he's losing his fucking mind because the triad's been undercutting him at every opportunity. Em ma đâu? Ma lái trực thăng bốc khói trên đầu. Ôi. Nổ, chạy ra lẹ, nổ kìa. Trời. Uống rượu đi. Đằng sau có rượu đó. Đi e đây. À, đi e. Ui ôi. Đi e này sao mà thở. Hai đầu. Một đầu nè. Ba đầu. Còn cầm cái súng lục gỗ mà bắn nè. Tới nhiều mày. Ủa? Nó tới. Ây da, mấy người châu Á, mấy người chim tròn chú bảy ơi, mấy chim tròn chú bảy ơi. Ê chú bảy ơi. Trời ơi, cái súng này mê quá. Có giá trị sưu tầm rồi à.
bỏ hả mà đi nhớ. Kìa nó nói kìa, chuẩn bị kìa. Dạ, rớt nước rồi. Cho đi ma này. Wait, ở đâu vậy? Đi, kiếm tao. Đâu chú mày ơi, lấy dầu. Đang coi. Ba thằng nữa nha. Spell vãi liền. Không phải ba. Ờ. Tụi này nó không kiếm mình mà nó trốn à. Ê, thấy được cái thằng cần giết rồi nè. Hay lắm. Tụi mới nhìn tàu phao do. Giết được cái thằng cần giết rồi, giết được thằng cần giết rồi đó. Trời ơi, piao piao. Ai diễn anh chú vậy? Má, này cứu quá, cứu quá. Ê da, chúng mấy cái đạn càng này vậy. Một thằng lưu thanh niên nữa. Câu hàng nè, câu hàng này gì, tao cửa nè. Còn đạp tao cửa. Không phải. Đây nè. Chiếc cuộn dấu dầu đó. À, mấy cái này chửi tiếng Trung. Ôi, bắn cái gì ghê vậy? Xong rồi. Còn thắng nè. À chú mày ơi, mình xong nhiệm vụ. Nè, con thằng nữa nè. Không phải thằng này, chinh trông chú mày ơi. Ôi, đừng có cho nổ. Trong quản lý khu bến cảng à. Chắc là khu này của anh Duy Ca. Trời lên mấy bạn phun cây máu lại luôn. Sao không nhảy được ta? Còn nhảy rồi. Con sao không nhảy ra được?